Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Panama vào ngày 29 tháng 11 năm 1989. Bài thuyết giảng với chủ đề Yêu thương Thượng Đế thì phải gìn giữ những giới luật của Ngài. So now let us examine into the doctrine of Jesus and aspire to follow his principle in order to free ourselves of any kind of suffering, misunderstanding, and become nearer to God. Jesus said to us that there is one great God. This God is ever merciful, wise, and loving. Which he called my father or our father. But that God is also my father and also yours. On this principle of having the same father, we are brothers and sisters. Doesn't matter what your faith, your belief, your understanding, or your social status. People have different faiths and different understanding because of their sometimes limited wisdom or the influence of their surrounding. So by elevating our wisdom and understanding, we will be free from all the prejudices and free from all the preconceived ideas and free from our own ignorance. It is not the miracles that can liberate us. It is the principles that we should understand and follow. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu giáo lý của Chúa Giêsu. Hãy để lòng ước muốn của mình theo sau những giáo lý của Ngài để chúng ta thoát khỏi những đau buồn và lầm lạc và chúng ta được gần với Thượng Đế hơn. Chúa Giêsu có nói với chúng ta rằng có một vị Thượng Đế tối cao là Đấng Đại Từ Bi, Đại Trí Huệ và Đại Bác Ái mà Ngài được xưng tụng là Cha của ta hay là Cha của chúng ta. Như vậy, vị Thượng Đế đó cũng là người cha của tôi và cũng là người cha của quý vị luôn. Dựa vào giáo lý này, chúng ta có cùng một người cha. Chúng ta là những anh em, chị em với nhau. Không cần biết mình theo tôn giáo nào, mình tin tưởng vào vị nào, sự hiểu biết của mình ra sao hay địa vị xã hội của mình là gì. Con người có nhiều tín ngưỡng khác nhau và những sự hiểu biết khác nhau bởi vì đôi khi sự sáng suốt của họ chỉ có hạn hay là bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh chung quanh họ. Cho nên, bằng cách nâng cao trí huệ và sự hiểu biết, chúng ta sẽ được tự giải thoát ra khỏi những định kiến, những tư tưởng đã bị nhồi sọ và sự vô minh của chính mình. Cho nên, những thần thông phép lạ không thể làm chúng ta giải thoát. Điều làm cho chúng ta giải thoát là nguyên lý mà chúng ta nên hiểu biết và thực hành. We just try to remember a story of the Samaritan woman and Jesus. In order to examine into a part of the doctrine that Jesus taught people. When Jesus wanted some water from this woman said to him, but you are the Jews, I am not allowed to give you any water or to mingle with you. And Jesus told her that even though there were differences in appearance, they were of the same Father God. And it is the duty of brothers and sisters to look after each other's need and help each other. And God would be very displeased if he sees sister refuse giving water to a brother when he is thirsty. Chúng ta thử cố nhớ lại câu chuyện Chúa Giêsu và người đàn bà miền Samaria thuộc xứ Palestine để tìm hiểu phần nào về giáo lý mà Ngài đã để lại cho nhân loại. Khi Chúa Giêsu đến xin người đàn bà một ít nước uống, bà ta nói: "Vì Ngài là người Do Thái nên tôi không được phép cho Ngài nước, dù là chỉ một giọt, và cũng không được phép liên hệ với Ngài."
Chúa Giêsu bảo bà ta rằng: Mặc dù dáng dấp bên ngoài có khác nhau, nhưng tất cả cùng có chung một người cha, một thượng đế, và bổn phận của những anh em, chị em là săn sóc, giúp đỡ lẫn nhau những khi cần thiết. Thượng đế sẽ không hài lòng nếu ngài thấy người chị từ chối không cho em mình nước uống để giải khát. Well, it looks very simple, his philosophy, but it is very deep, because it exterminates all the race, the caste, the differentiation between people of different nations and different faith. If we always act according to this principle, then we would never go wrong in our life. What does this principle offer? The principle of brotherhood of mankind. If we treat everyone as brother and sister, then soon every differentiation, every hatred, every misunderstanding will be erased. Then every time we take any action, we would reflect what God would think of our action. If that pleases God, what we are doing, then it is righteous. What actions would please God? Any actions that help our brothers and sisters to elevate their suffering, to enlighten their speech, body, and mind, will please God. Also, every action that doesn't harm our brothers and sisters, well, these all of you know. But sometimes, to the majority of people, it's difficult to bring their knowledge into practical action. Therefore, we have wars, we have hatred, and we have many bloodshed or many sorrowful happenings in this world. Lạ thay, giáo lý của Ngài mới nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng thật ra vô cùng sâu sắc, bởi vì nó hủy bỏ tất cả sự phân biệt giữa chủng tộc, màu da, về giai cấp xã hội, về con người ở những quốc gia khác nhau và những dị biệt về tín ngưỡng. Nếu những hành động của chúng ta luôn luôn phù hợp với nguyên tắc này, thì cuộc sống của chúng ta sẽ không còn có gì trở ngại. Nguyên tắc này nói lên điều gì? Đó là những lý lẽ của tình người đối với người. Nếu chúng ta đối xử với mọi người như anh em, chị em với nhau, thì chẳng bao lâu tất cả những sự khác biệt, tất cả những thù hận, tất cả những hiểu lầm đều sẽ được xóa bỏ. Rồi bất cứ lúc nào làm việc gì, chúng ta cũng liên tưởng rằng Thượng Đế sẽ nghĩ thế nào về những hành động của mình. Nếu những điều chúng ta làm mà Thượng Đế vui lòng, thì đó là chính đáng. Những hành động gì sẽ làm vui lòng Thượng Đế? Bất cứ việc gì giúp cho những người anh em, chị em chúng ta giảm bớt nỗi thống khổ của họ, làm cho thân khẩu ý của họ được trong sạch, và bất cứ điều gì không làm hại đến những người anh em, chị em chúng ta sẽ làm cho Thượng Đế hài lòng. Phải, tất cả chúng ta đều biết như vậy. Nhưng đôi khi đối với nhiều người rất khó để đem những điều họ biết ra thành những hành động cụ thể. Do đó, chúng ta mới có chiến tranh, có thù hận và có rất nhiều sự chém giết hay những tai ương xảy ra trên thế giới này. I was so much inspired by reading the life of Jesus and inspired by his vision of purity for mankind. And of course, then I was so sad. A noble idea was terminated so soon. But nevertheless, he has left us some of the immortal principles which we could follow. The highest one of the principle and the foremost was: Seek you first the kingdom of God, and all the things shall be added unto you. Tôi cảm thấy rất hứng khởi khi xem qua cuộc đời của Chúa Giêsu, vì quan điểm của Ngài về sự tinh khiết của con người. Và rồi, dĩ nhiên tôi quá đau buồn thấy rằng lý tưởng của Ngài bị đoạn tuyệt quá sớm. Tuy nhiên, Ngài đã để lại cho chúng ta những giáo lý bất diệt để chúng ta có thể học hỏi. Một trong những giáo lý cao nhất và quan trọng nhất là: Trước tiên phải tìm thiên quốc bên trong các ngươi, và rồi tất cả những thứ khác sẽ được thêm vào cho các ngươi. I think this is the best of the moral and the best of the principle. And just like in Buddhism, the Buddha also said, you first be enlightened, become Buddha, and then you can serve
other people. It's just like one of the Chinese philosopher Confucius. He say first we have to know ourselves, cultivate ourselves. Then we can take care of our household management. Then we can govern the nation and we can pacify the world. Similar ideas expressed in different countries, in different language. So we can see that in the majority of religion, the highest principle is first know ourselves or seek the kingdom of God within us. Tôi nghĩ rằng điều này hợp đạo lý nhất và là nguyên tắc tốt đẹp nhất. Cũng như bên Phật giáo, Đức Phật cũng nói, hãy khai ngộ thành Phật trước, rồi chúng ta mới có thể phục vụ người khác. Một nhà triết học Trung Hoa, Đức Khổng Tử cũng nói, trước hết phải tu thân, rồi tề gia, sau mới đến trị quốc và bình thiên hạ. Những lý tưởng tương đồng này được phát biểu bằng những ngôn ngữ khác nhau qua nhiều quốc gia khác nhau. Do đó, chúng ta có thể thấy rằng qua hầu hết những tôn giáo, nguyên lý cao nhất đều là trước tiên hãy hiểu biết chính mình hay tìm thấy thiên quốc bên trong chúng ta. The Bible states that the kingdom of God is within you, that we are the temple of God, and nothing else but God lives within us. The Buddhist doctrine states the same thing. Buddha resides in your heart, I mean within you. Now, if we forget this Buddha or this God within us, then of course we will encounter many miseries and sorrow due to our ignorance of the law of nature, due to lack of wisdom which will bestow on us from God. Kinh Thánh có ghi rõ rằng Thiên quốc ở bên trong chúng ta là ngôi đền của Thượng Đế và không còn có gì khác ngoài Thượng Đế cùng sống trong chúng ta. Giáo lý nhà Phật cũng diễn tả như vậy, Phật tại tâm, có nghĩa là Phật ở trong chúng ta. Nếu chúng ta quên mất ở trong mình có ông Phật hay ông Thượng Đế này, thì dĩ nhiên mình sẽ gặp rất nhiều chuyện thống khổ và đau thương. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mình về định luật của tạo hóa, vì thiếu trí huệ mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Now how does the God within us allow our ignorance to take over? Or how does the Buddha inside sleep and let us take many so-called misdeeds? It is because we forgot our original glory. We forget God. And we are too much impressed by any worldly situation and lost ourselves in all this play. So if we regain this wisdom, this glory, this self-nature, we will be able to govern our life again. Anything we gain by wisdom will impress us forever because it comes from our own self, our own nature, our own understanding. Tại sao ông Thượng Đế ở bên trong chúng ta mà lại để cho sự vô minh của chúng ta lấn áp ông? Hay tại sao ông Phật trong mình ngủ mê và để chúng ta làm nhiều điều gọi là xấu xa như vậy? Bởi vì chúng ta đã quên mất sự huy hoàng của thuở ban đầu và chúng ta đã quên mất Thượng Đế. Chúng ta quá say đắm trong bất kỳ hoàn cảnh nào của thế giới này và đánh mất vai trò của chính chúng ta trong những vở kịch ấy. Cho nên, nếu chúng ta lấy lại được trí huệ này, sự huy hoàng này, bản chất tự nhiên này, chúng ta sẽ có thể làm chủ lại cuộc đời của chúng ta. Bất cứ những gì chúng ta biết được bằng trí huệ sẽ ảnh hưởng chúng ta mãi mãi, bởi vì nó đến từ chính chúng ta, từ bản chất tự nhiên, từ sự hiểu biết riêng của chúng ta. The kingdom of God means this wisdom. Means that which knows everything, which can control everything and express in the most noble ideal and sentiment. Express itself, yeah. When we know the kingdom of God, we also know the law. Without knowing the law, we will commit some of the wrong action and make trouble for ourselves.
It's just like when we live in a nation, we should know the law of our nation. If we break these laws, then we are in trouble. Our life would be jeopardized, would be obstructed, would be put into difficulty. Thiên quốc có nghĩa là trí huệ sáng suốt này, nghĩa là chúng ta biết tất cả mọi việc, có khả năng kiểm soát mọi chuyện, và điều đó được biểu hiện qua những lý tưởng và tình cảm cao đẹp nhất. Khi chúng ta biết được thiên quốc, chúng ta cũng biết được những điều luật. Không biết những điều luật này, chúng ta sẽ phạm vào những hành động sai lầm và gây ra những chướng ngại cho chúng ta. Cũng giống như chúng ta sống ở một nước nào đó, chúng ta phải biết pháp luật của quốc gia đó. Nếu chúng ta làm những chuyện phạm pháp, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Cuộc sống của chúng ta sẽ bị trở ngại, sẽ bị đặt vào những hoàn cảnh khó khăn. When we examine into the law of God, for example, those that laid down by Moses or in the Bible or by Jesus, we find that they are according to our expectation and understanding. Also, the same with the law in Buddhism or other great religions. Any law that strives to protect people, to enlighten people, and to preserve the purity of mankind is God's law. And God's law would not against man. Khi chúng ta tìm hiểu những điều luật của Thượng Đế, chẳng hạn như những điều răn được thừa nhận qua Thánh Môsê hay qua Chúa Giêsu trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng những điều này phù hợp với sự mong mỏi và hiểu biết của chúng ta. Những điều răn này cũng giống như giới luật trong Phật giáo hay giới luật của những tôn giáo lớn khác. Bất cứ giới luật nào liên quan đến sự bảo vệ con người, làm con người có trí huệ sáng suốt và bảo tồn sự trong sạch của nhân loại là pháp luật của Thượng Đế. Và pháp luật của Thượng Đế không thể ngược lại với loài người. When God established the order within the universe, there are certain regularity that has to be observed. Just like when we built a highway or many roads to make our traffic and transportation convenient, there must be certain traffic laws enforced into the society in order to protect people, to protect the driver, the worker, and regulate the traffic flow. If we drive according to this law, then we have no accident. If we do not, we have accident. Our life might be injured, lost, and we incur suffering upon ourselves and our relatives and friends. Khi Thượng Đế thiết lập trật tự trong vũ trụ này, có những luật lệ căn bản cần phải được tuân theo. Cũng như khi mình xây cất xa lộ hay đường xá để xe cộ lưu thông hay sự di chuyển được thuận tiện hơn, thì phải ban hành những luật lệ giao thông rõ ràng trong xã hội để bảo vệ con người, bảo vệ người lái xe, người đi bộ và điều hành xe cộ tới lui. Nếu mình lái xe đúng theo luật lệ này, mình sẽ không gặp tai nạn. Bằng không, mình sẽ có nhiều rắc rối. Sinh mạng của mình có thể bị thương tổn hay mất luôn. Và rồi, mình đem lại khổ đau cho chính mình, cho những người thân quyến và bạn bè của mình. So all the sufferings in this world are not caused by God. God doesn't test us. Misery and suffering are not sent by God to test our faith and devotion. No, it is our own making. So we say, as you sow, so shall you reap. Everywhere I heard people blame God for every kind of thing. It's just like you blame the traffic lawmaker for your accident. When you have drunk a few more and then you drive to the left instead of the right, then it's not the fault of the government. It's our fault. The law says you should not drink when you drive. The law says you should drive on the right instead of to the left. Cho nên tất cả sự khổ đau trên thế giới này không phải do Thượng Đế gây ra. Thượng Đế không khảo nghiệm chúng ta. Thượng Đế không đem những thống khổ và buồn phiền đến để thử thách lòng tin và sự thành tâm của chúng ta. Không hề có. Những việc này là tự mình gây ra. Cho nên chúng ta mới nói, gieo nhân nào gặt quả nấy. Khắp nơi tôi đều nghe người ta than phiền Thượng Đế đủ điều. Nhưng chuyện này cũng giống như mình đổ lỗi cho người làm ra luật lưu thông về tai nạn của mình.
khi mình trà rượu say sưa rồi lái xe sang lề đường bên trái thay vì lề đường bên phải. Đây đâu phải là lỗi của chính quyền, đây là lỗi của chính mình. Luật lái xe nói rằng chúng ta không được lái xe khi uống rượu, và luật có nói mình phải lái xe bên phải thay vì bên trái. So if we do not abide by the law, then we have trouble. The law say thou shalt not kill. And look at what our ancestors have been doing for many centuries. And some of our brothers are still doing now. Even in the name of God, even in the name of Jesus, they dare wage war against each other, which is extremely regrettable. For this is not God's will, neither was the intention of Jesus Christ. And so one kill the other, and the other kill them, and then the children kill them, and then the other children revenge, and so we never stop. And then the war brings many disaster within itself. It weakens the economy structure of the nation. It weakens the strength of the people, and also make their morality sink down, make their faith become low, and many people would blame God again. They would say, if there is God, why should he let the war goes on and people kill each other and such and such. Cho nên, nếu mình không tuân hành giới luật của Thượng Đế, mình sẽ gặp khó khăn. Giới luật đó nói rằng, các ngươi không được sát sanh, nhưng hãy nhìn xem những gì mà tổ tiên chúng ta đã làm qua bao thế kỷ và ngày nay. Vài người anh em chúng ta vẫn còn đang làm, còn nhân danh của Thượng Đế mà làm, nhân danh Chúa mà làm. Họ còn có can đảm tạo ra chiến tranh để chống đối lẫn nhau. Điều này rất là thương đau. Đó không phải là sự sắp đặt của Thượng Đế và cũng không phải là ý muốn của Chúa Giê-xu. Người này giết người kia giết người nọ, rồi con cái người này giết con cái người kia, rồi con người kia báo thù, và cứ như vậy không bao giờ chấm dứt. Chiến tranh còn đem đến nhiều hậu quả xấu xa tệ hại cùng cực. Nó làm suy nhược nền kinh tế quốc gia, làm kiệt quệ sức lực con người và cũng làm giảm sút đạo đức và lòng tin tưởng của con người nữa. Do đó, nhiều người lại sẽ than phiền Thượng Đế. Họ sẽ nói, nếu có trời Phật, tại sao lại để người ta tàn sát lẫn nhau và thế này thế nọ? And now there are some current happenings, such as the change of weather, the famines, and all kind of disease inflicted upon our world. And some people with little faith blame God again. Everywhere I lecture, people ask me, if there is God, why such and such and such and such disaster happened? But these people should remember, it's not God who does all this. It is we who made all this trouble. For example, a few nations always test the atom bombs and hydrogen bombs, which disturb the construction of the atmosphere and then shaking the stability of the earth. They think they just shoot into the air, that will make no problem. Or do it in the ocean and make no problem. These do make problem. Because the universe are constructed with many kind of materials, some with a solid substance and some with invisible substance. So by disturbing the invisible substance, they also disturbing the stability of the universe and interfere with the natural revolution of nature. For example, you build a house with windows and with doors and with some empty rooms. If one of the corner was broken, then the temperature in the room will change. Even though in summer at night it will be very cold, if that broken hole is not mended, because sometime in the night cold wind and cold rain will come in. Hiện nay, thế giới chúng ta đang xảy ra vài việc khó khăn, chẳng hạn như thời tiết thay đổi bất thường, nạn đói kém và có nhiều chứng bệnh mới, làm gia tăng sự khổ đau trên trái đất này. Cho nên, một số người có lòng tin quá mỏng manh lại than trời trách đất. Bất cứ nơi nào tôi đến thuyết pháp, người ta đều hỏi, nếu có trời Phật, tại sao có những tai họa như vậy và như vậy xảy ra? Nhưng họ nên nhớ rằng không phải trời Phật tạo ra những điều này.
những sự khó khăn này là do chính chúng ta làm ra. Thí dụ như, có vài quốc gia lúc nào cũng thử bom nguyên tử và bom khinh khí. Những việc này làm xáo trộn sự cấu tạo của bầu khí quyển và làm chấn động sự điều hòa của trái đất. Họ nghĩ rằng chỉ thả bom vào không trung hay là xuống biển sẽ không gây ra điều gì rắc rối. Nhưng điều này vẫn gây ra nhiều vấn đề bởi vì vũ trụ này được cấu tạo bởi nhiều loại vật chất khác nhau. Có nhiều chất cứng rắn và có nhiều chất không nhìn thấy được. Thành ra, bằng cách xáo trộn những chất liệu vô hình không nhìn thấy này đã làm đảo lộn sự điều hòa trong vũ trụ và xen lẫn vào sự biến chuyển của thiên nhiên. Thí dụ, khi mình xây một căn nhà có nhiều cửa sổ, cửa cái và mấy phòng trống, nếu một góc nào đó bị bể thì nhiệt độ trong nhà sẽ thay đổi. Dù là mùa hè, đêm đến sẽ rất lạnh nếu lỗ hổng đó chưa được sửa kín, và đôi khi vào ban đêm, khí lạnh, mưa gió sẽ lùa vào. Now God did not tell us to make atom bomb. I haven't found in any scripture that God tell men to do such kind of thing, or that God would tell men to make any weapons or then slay each other. You may tell me that in some part of the scripture there were war, and that was made by the Lord with the intention to destroy the enemies of his children. But God is not of such nature, because the enemy of his children are also his children. We are all the children of God. And if God were introduced to us as a jealous, angry God, it's not true. Even ordinary men are more compassionate than this God. Some men were never angry. Some people will never know what jealousy is. So if somebody pictures God worse than men, how can we worship him? Even we ordinary mortals understand that anger and jealousy are no good. And even sometimes we make mistake, we become angry or jealous, we feel ashamed and repent. Thượng đế đâu có bảo mình làm bom nguyên tử. Tôi đâu có thấy kinh điển nào nói Thượng đế bảo con người làm những việc này, hay Thượng đế bảo con người chế tạo vũ khí để chém giết lẫn nhau. Quý vị có thể nói với tôi rằng, có vài chỗ trong kinh điển, Thượng đế tạo ra những trận chiến để cố ý tàn sát những kẻ thù của con cái Ngài. Nhưng Thượng đế không có những bản chất như vậy, vì những kẻ thù của con Ngài cũng là con cái của Ngài. Tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng đế. Nếu có ông trời nào đó tự giới thiệu với chúng ta như là ông trời ganh ghét, ông trời giận dữ, thì đây không phải là ông trời thứ thiệt. Ngay cả những người bình thường cũng có nhiều từ tâm hơn vị Thượng đế này. Ngay cả con người cũng có người chưa bao giờ biết nổi giận và chưa từng biết ganh ghét là gì. Cho nên nếu có ai vẽ ra một Thượng đế mà còn tệ hại hơn cả con người, làm sao chúng ta có thể tôn kính ông trời này được? Ngay cả chúng ta, những người sống nay chết mai, cũng hiểu rằng giận ghét là những điều không tốt. Và đôi khi mình làm một điều gì sai lầm và trở nên giận dỗi ganh tị, mình cũng cảm thấy hổ thẹn và hối hận vô cùng. So God the Father, the most supreme, the most compassionate, the most loving, the most almighty, could not have such defied nature and would never make war against his children or sometimes kill his children in thousands just for some small mistake. That cannot be the true God. These are only the imagination, the character of men. So we should go back to the true God. The true God is all loving, all wise, all forgiveness. And this God, Jesus wants to present before his people. And this God, I also want to remind you. And that truly God resides within us. And no other God besides him. Cho nên Thượng Đế, Đấng Cha Nhân Từ, Đấng Vô Thượng, Đại Từ Bi, Đại Bác Ái, Đấng Tối Cao, không thể có bản chất đối nghịch như vậy và không thể tạo ra chiến tranh để tiêu diệt con cái của Ngài, hay đôi lúc giết hàng ngàn người chỉ vì một vài lỗi lầm nho nhỏ. Đó không phải là Thượng Đế thật. Đây chỉ là những sự tưởng tượng với những đặc tính của con người. Chúng ta phải tìm về một Thượng Đế thật sự. Vì Thượng Đế thật sự có tình thương bao la, vô cùng sáng suốt và đầy lòng tha thứ. Đây mới là vị Thượng Đế mà Chúa Giê-xu muốn giới thiệu cho những người theo chân Ngài. Và đây
cũng là vị Thượng Đế mà tôi muốn nhắc nhở cùng quý vị. Vị Thượng Đế thật sự này ngự bên trong chúng ta và ngoài ra không còn có một Thượng Đế nào khác nữa. How to find this God? By reversing back to the principle that is all loving, all forgiving, and all compassion, and all wisdom. By repenting our misdeeds through committing through ignorance before and resolve not to commit them again. And in such a true repentance, the light of God will sprout forth again. And all our past sins will be forgiven. And that is a true baptism. Not by water, but by the Holy Spirit. By the light of wisdom, of logic. That's why when we are baptized by the water, we don't see any light from God. And we do not feel elevated from our sin and suffering. Because the principle and the deep repentance were not evoked within our soul. Làm sao tìm được vị Thượng Đế này? Bằng cách quay trở về những nguyên tắc này. Đó là thương yêu tất cả, tha thứ tất cả, xót thương tất cả và bao giờ cũng sáng suốt. Bằng cách sám hối những tội lỗi đã phạm lúc trước vì sự vô minh của mình và bằng cách nhất định không tái phạm những lỗi lầm đó nữa. Với sự thành tâm sám hối như vậy, ánh sáng của Thượng Đế sẽ bừng sáng trở lại và tất cả những tội ác trong quá khứ của chúng ta sẽ được tha thứ. Đó mới thật sự là rửa tội, không phải bằng nước mà bằng Thánh Linh, bằng ánh sáng của trí huệ và sự hợp lý. Đó là lý do tại sao ngày nay khi mình được rửa tội bằng nước, mình không thấy một chút ánh sáng nào của Thượng Đế và mình cảm thấy không thoát khỏi những mặc cảm tội lỗi và đau khổ của mình. Bởi vì nguyên tắc về tình thương không đến với chúng ta, trí huệ sáng suốt của mình không được khai mở và sự thành tâm hối cải không được khơi dậy trong linh hồn chúng ta. At the time of true baptism, or what we call initiation, you will see the light of God. You will hear the word which is God. Which is the, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So true baptism should bring us in contact with this Word, or with this God. That is the difference between true baptism and ordinary baptism. We may use water or we may not use water, that makes no difference. The important is the impression that the baptizer evoked within ourself. Vào lúc thật sự rửa tội, hay là điều mà chúng tôi gọi là truyền tâm ấn, quý vị sẽ thấy ánh sáng của Thượng Đế. Quý vị sẽ nghe được thánh từ hay là âm thanh. Âm thanh này cũng là Thượng Đế, đã được nhắc đến trong Kinh Thánh. Vũ trụ bắt đầu bằng âm thanh. Âm thanh này ở cùng với Thượng Đế, và âm thanh này chính là Thượng Đế. Thành ra, sự rửa tội chính tông sẽ liên kết chúng ta với âm thanh hay là với Thượng Đế. Đó là sự khác biệt giữa việc thật sự rửa tội và những nghi lễ rửa tội thông thường khác. Chúng ta có thể dùng nước hoặc không dùng đến nó. Điều này không có gì khác biệt. Điều quan trọng là những ấn tượng của sự rửa tội gợi lên trong tiềm thức chúng ta. Therefore, when John the Baptist baptized people, or when Jesus preached, the people derive more benefit than when other priests did it. It is because John the Baptist has inspiration, has sincerity and devotion to God. And when Jesus preached his doctrines, it was inspired by his own deep conviction, his own enlightenment and his own love for God. The very pure love and the pure wisdom, which is different from the ordinary priests of his time. Cho nên, khi Thánh John làm phép rửa tội cho những tín đồ và khi Chúa Giê-xu giảng pháp, người ta thu nhận được nhiều lợi ích hơn là khi tất cả những tu sĩ khác cũng làm giống như vậy. Có sự khác biệt này bởi vì Thánh John có sự linh cảm, lòng thành tâm và hoàn toàn tin tưởng vào Thượng Đế. Và khi Chúa Giê-xu truyền bá giáo lý của Ngài, sự giảng dạy này được thúc đẩy trong khôn cùng phát xuất
qua tự tánh của chính Ngài, từ sự giác ngộ của riêng Ngài và tình thương Ngài dành cho Thượng Đế. Một tình thương vô cùng tinh khiết và một trí huệ sáng suốt. Những điều này tạo nên sự khác biệt với những tu sĩ thông thường khác trong thời kỳ của Ngài. Jesus' love and wisdom were not contaminated of any worldly gain or any desire for fame and power of the world. His life was simple and true, true to every word that he preached. He not preached because he wanted to be famous or people respect him, but he preached from true love from God and true love for mankind. The true desire that he wanted to bring the true light to the people in order to elevate their suffering. Tình thương và trí huệ của Chúa Giêsu không bị vẩn đục bởi bất cứ lợi lộc thế gian hay bất cứ ham muốn danh vọng và uy quyền của thế giới này. Ngài sống đơn thuần và chân thật như mỗi lời giảng dạy của Ngài. Không phải Ngài truyền giảng giáo lý vì muốn được nổi danh hay Ngài muốn được người ta tôn kính, mà là vì tình thương Ngài dâng cho Thượng Đế. Tình thương chân thật Ngài dành cho nhân loại và nguyện vọng thật sự của Ngài là đem ánh sáng chân lý đến cho loài người để tiêu trừ những nỗi khổ đau của họ. Once we understand why we suffer, we can change it. Only when we do not understand, then we continue. Just like when the doctor diagnoses and knows where the sickness is, he can cure it. But the more important is the patient himself should know how to lead his life in order to stay healthy for a long time. Now, in order to stay healthy in body, we should know some hygienic rules. We should know what food to eat, what exercise to make, so we prevent most of the disease. In order to stay healthy in spirit, we should know what is the law of God, the law of nature, so that we can stay healthy in wisdom and become God-like. For God makes man in his own image. And the Bible tells us, be you perfect as your Father in heaven is perfect. Một khi hiểu được tại sao chúng ta đau khổ, chúng ta có thể thay đổi được điều này. Chỉ khi nào chúng ta không hiểu, cho nên mới tiếp tục. Cũng giống như khi một y sĩ phân tách bệnh trạng và biết được căn bệnh phát xuất từ đâu, vị đó có thể chữa lành bệnh. Nhưng điều quan trọng nhất là chính bệnh nhân phải biết thay đổi nếp sống như thế nào để được khỏe mạnh lâu dài. Để giữ gìn thân thể khỏe mạnh, chúng ta phải biết một vài nguyên tắc về vệ sinh, nên ăn những thức ăn gì và tập những động tác thể dục nào. Từ đó chúng ta mới có thể ngăn ngừa phần lớn những bệnh tật. Để giữ cho tinh thần lành mạnh, chúng ta nên biết giới luật của Thượng Đế, định luật của thiên nhiên là gì. Từ đó chúng ta có thể giữ được trí huệ sáng suốt và trở thành như Thượng Đế. Bởi vì Thượng Đế tạo nên con người qua hình ảnh của Ngài. Kinh Thánh có khuyên chúng ta rằng, các ngươi hãy toàn hảo như đấng cha lành toàn hảo trên thiên đàng. Now if most people follow this advice from the Bible, the world would become heaven long ago. But most people do not follow, do not respect the law of God. Therefore, we incur many sufferings for ourselves and within many nations. That is the most important. The first law is thou shalt not kill, and that even we misunderstand. The only first commandment we couldn't even keep. In the Bible, it is described that the priests at Thanksgiving kill many lambs and sheep and goats and bullocks to offer to God. And that's done at the site of the holy temple. The God's abode become a slaughterhouse. Even God protests. He say, who told you to kill all the sheep and the goats, make offering to me? He say, should wash yourself of this innocent blood and don't commit them again, should repent your sin. Nếu mọi người đều tuân theo lời khuyên bảo từ Kinh Thánh này, thế giới đã trở thành thiên đàng từ lâu rồi. Nhưng hầu hết, họ đã không tuân hành và cũng không tôn trọng giới luật của Thượng Đế. Do đó, chúng ta tự chuốc lấy những thương đau xảy ra tại nhiều quốc gia. Giới luật đầu tiên và quan trọng nhất của Thượng Đế là các ngươi không được sát sanh. Ngay cả điều này, chúng ta cũng hiểu sai lầm.
chính điều răn dạy hàng đầu chúng ta cũng không thể giữ được. Kinh Thánh có ghi chép rằng, vào dịp lễ tạ ơn, những tu sĩ đã giết cừu, dê, bò và những con gà tây để cúng dường Thượng Đế. Và sự giết chóc này lại xảy ra ngay tại chốn linh thiêng để tôn thờ, khiến nơi trú ngụ của Thượng Đế biến thành lò sát sanh. Cho nên Thượng Đế phản đối. Ngài nói, ai bảo các ngươi giết những con cừu non, những con dê cái cúng dường cho ta? Các ngươi phải tự rửa sạch những vết máu vô tội này và đừng tái phạm những lỗi lầm này nữa. Các ngươi nên sám hối tội lỗi do các ngươi đã tạo ra. Can you imagine the beautiful temple with great and magnificent pillars, with shining roof and large mansions, spacious courtyards and splendid in structure? It should be a place for gathering for wisdom and worshiping of the Most High. But within that precinct, it became a slaughterhouse, and all the priests were smeared with blood and smelled with smoke from the roast meat. I don't think the intelligent people would say that's very holy. Most laid down the law, thou shalt not kill, which is from God. But even then, they broke it. Chúng ta có thể hình dung ra một ngôi đền đẹp đẽ với những cột trụ to lớn và tráng lệ, mái nóc sáng ngời, với những phòng ốc rộng rãi, những khoảng trống, những vườn san hô và kiến trúc lộng lẫy. Đó phải là nơi hội họp để phát triển trí huệ sáng suốt và thờ phụng đấng tối cao. Nhưng vào thời đó, đền thờ biến thành lò sắt xanh, nơi giết súc vật, và những tu sĩ phải ngửi mùi máu tanh hôi và hít thở mùi vị từ những miếng thịt nướng. Tôi không nghĩ rằng những người thông minh sẽ nói rằng điều này rất là thánh thiện. Thánh Môi-se có ghi xuống giới luật rằng các ngươi không được giết những vật gì mà Thượng Đế tạo ra. Nhưng ngay sau đó họ cũng vi phạm điều này. So we cannot blame God for the miseries that the world has to suffer from time to time. If a God which is worthy of our reverence and love have to depend on roast beef, roast lambs and roast sheep for survival, from our own sweat, labors and earning, and from some people who are too poor to even afford the meat themselves, then how can we imagine what kind of grace and what kind of blessing he can give us? Because he's an independent God. Ordinary people wouldn't even do that. How would a God do this? Cho nên, chúng ta không thể đổ thừa Thượng Đế đã ban cho những khốn cùng mà thế giới này đang phải chịu đựng từ lâu. Nếu Thượng Đế ở ngôi vị xứng đáng để chúng ta tôn kính và thương yêu, mà còn bị lệ thuộc vào những con bò nướng, cừu nướng và dê nướng để được sinh tồn, nếu Ngài chỉ sống dựa vào mồ hôi, sức lực và lợi tức của chúng ta, dựa vào những người nghèo khó không mua nổi miếng thịt cho chính họ, thì chúng ta có thể tưởng tượng được đây là thứ ân huệ gì, thứ phước lành gì mà một ông Thượng Đế phải quy lỵ đến như vậy, có thể ban phát cho mình. Ngay cả những người bình thường cũng không thể làm việc đó, huống chi một Thượng Đế làm sao có thể làm như vậy. Quý thính giả vừa nghe phần 1 bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Panama vào ngày 29 tháng 11 năm 1989. Bài thuyết giảng với chủ đề Yêu thương Thượng Đế thì phải gìn giữ những giới luật của Ngài. Tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.